dù bằng cách sử dụng máy móc hay sản xuất thủ công, nhưng những lá cờ vẫn chứa đựng bao sự bình cẩn mẫn, tài hoa và lòng yêu nghề, yêu tổ quốc của những người thợ. Hòa chung với không khí trong lễ ngày 2/9, người dân nơi đây lại tất bật chuẩn bị để kịp cung cấp hàng vạn lá cờ tổ quốc để mọi người đất nước. Tôi năm nay là 71 tuổi rồi. Tôi làm nghề này từ năm tôi 30 tuổi. Nói chung là ngày xưa ấy, mà không có máy móc ấy, thì gia đình phải cắt vải bằng tay, rồi là cắt chữ bằng tay thủ công để dán vào. Thì nói chung là làm cũng không được bao nhiêu, tại vì làm thủ công. Còn gần đây thì là khoa học tân tiến lên thì là có máy móc. Thì gia đình chị đầu tư mua máy móc, máy cắt vải rồi, cũng như là máy cắt chữ, thiết kế kiểu các thứ thì là làm nó mới được nhiều. Bản thân tôi thì cảm nghĩ thế, làm cái nghề này ấy, mà nói về thu nhập ấy, thì họ không được là bao nhiêu. Nhưng mà chủ yếu là mình yêu nghề, mà mình cảm tưởng đấy là tự tay mình thêu được lên những lá cờ của Tổ quốc, treo ở những nơi sang trọng cũng như là những nơi hội hè. Thì mình cảm xúc, mình cảm nghĩ là đời bao nhiêu đời các anh hùng ngã xuống cũng chỉ để gìn giữ được lá cờ. Thế mà bản thân mình bây giờ gia đình tự tay mà thêu được lên những lá cờ là mình cảm thấy là rất là quý và rất là tự hào. Cho nên là yêu nghề, cho nên là mới gìn giữ được nghề. Những lá cờ tỉ mỉ, những lá cờ mà thêu cỡ to, kích thước to thì là yêu cầu cao, mà làm lâu mình phải cẩn thận hơn lắm. Mình là người trẻ thì mình áp dụng cái máy móc hiện đại để giúp cho công việc sản xuất nó năng suất hơn, đỡ vất vả hơn. Đấy là niềm tự hào của mình. Mình cảm thấy điều đấy là rất là thiêng liêng, quý giá khi làm ra một lá cờ biểu tượng, là một biểu tượng của đất nước.